Trump đang tung ra một stablecoin thuật toán phi tập trung được gọi là USDD. Người sáng lập Tron, Justin Sun, thông báo trên hejustinsun.com, Sun nói về đồng stablecoin USDD của mình. Khi giá của USDD thấp hơn 1 đô la, người dùng và nhà đầu tư chênh lệch giá có thể gửi 1 USDD vào hệ thống và nhận được 1 đô la trị giá TRX. Khi giá của USDD cao hơn 1 đô la, người dùng và nhà đầu tư chênh lệch giá có thể gửi TRX trị giá 1 đô la vào hệ thống phi tập trung và nhận được 1 USDD. Một tổ chức tự trị phi tập trung gọi là DAO, được gọi là Tron DAO, sẽ quản lý stablecoin của blockchain. Theo Sun, Tron DAO sẽ quản lý một khoản dự trữ với lãi suất là 30%. Tron DAO cũng sẽ cung cấp các khoản dự trữ lưu ký lên đến 10 tỷ USD tài sản có tính thanh khoản cao để làm tài sản thế chấp hỗ trợ cho USDD. Điều này tương tự như kế hoạch của người sáng lập Terraform Labs và giám đốc điều hành Du Wong để mua 10 tỷ USD Bitcoin để làm nguồn dự trữ cho USD. Theo thông báo của Sun, USDD sẽ có mặt trên Ethereum và BNB Chain khi được khởi chạy thông qua giao thức chuỗi chéo gọi là cross-chain của mạng BitTorrent.